Vâng, chào bác nhá, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại kênh Quyết Audio. Hôm nay tiếp tục em về mẫu vang cơ này số thương hiệu Tamashii cho bác anh em đây. Đây là Tamashii Pro FX25 bản V2. Bản V2 cho các bác ơi. Chất lượng thì vượt trội hơn hẳn rồi. Mẫu này thì rất nhiều anh em hỏi nhưng một khoảng thời gian thì hãng hết hàng. Đấy, thì tiếp tục này về hàng cho bác anh em luôn. Em này thì có đầy đủ cổng quang Bluetooth chống hú cho anh em luôn. Chống hú đây các bác có thể bật tắt chống hú đây các bác, nó hiển thị luôn ở trên cái màn hình lớn. Em này màn hình rất là dài. Đấy, hiển thị dài luôn. Biểu thị cả những cái thông số cụ thể luôn của em vang, từ như âm lượng này, âm lượng mic, nhạc, effect, echo riêng, gì vượt riêng. Phần delay, repeat chỉnh riêng này. Đấy. Cả phần EXT này chính là phần exciter đấy các bác. Phần hỗ trợ lưng tiếng của tông mic cho bác anh em luôn nhá. Em này thì có cả cổng đầu ra bằng AV, ca lông đầy đủ hết cho anh em luôn. Đây phía sau của nó đây các bác. Hai cổng vào AV, AUX1, AUX2. Giới hạn âm lượng nhạc này. Giới hạn âm lượng nhạc này sẽ dành riêng cho cổng AV đấy các bác nhá. Cổng quang này, Bluetooth này. Đấy, hai cái đây, cổng quang Bluetooth cho bác anh em đây. Mic phía sau, mic phía trước cũng đều có các bác nhá. Đấy. Cái chỉnh cổng SRSN đây, cổng này. Các bác có thể biến nó là bản thân ghi là cổng surround, các bác có thể biến nó thành cổng center đều được. Biến thành cổng center nào, ví dụ như các bác chỉ muốn là ra mic thôi, các bác vặn hết nhạc đi, đấy nó chỉ ra tiếng mic không thôi. Hoặc là các bác chỉ muốn chỉ ra tiếng nhạc thôi thì các bác vặn mic về. Hoặc là các bác muốn ra cả hai, ra cân bằng âm lượng cả hai luôn thì các bác để ở giữa này. Đấy. Hoặc các bác muốn lớn hơn thì các bác phải tăng thêm. Đấy, có dành cho riêng cổng SRSN này. Đấy các bác nha. Đây cổng để chỉnh sub đây. Chọn tải tần sub rồi âm lượng sub. Đấy, hai cổng AV và cổng ca lông đây. Còn đây hai cổng dẫn nhạc chính, ca lông và AV, LRA. Đấy các bác thể đấu vừa đấu omni vừa đấu đẩy đều được. Đấy, rất đẹp đúng không ạ? Rất nhiều các nút chỉnh nhưng mà rất rõ ràng luôn. Đây là chỉnh phần effect này, chỉnh phần echo, delay, repeat này, chỉnh reverb này. Đấy, chỉnh mic này. Đấy. Chỉnh mic nó có hai phần luôn là mic gain, là âm lượng và exciter thôi. Và tông mic, bass trung chép. Đấy, nhạc đấy. Âm lượng tổng của phần effect đấy. Đấy. Và chỉnh echo, âm lượng echo reverb riêng biệt cho anh em luôn nhá. Mic nhạc luôn. Đấy, rất dễ dàng sử dụng. Đây thử luôn tiếng chất âm tiếng mic cho bác anh em nghe thử luôn. Đấy, nghe thì hiệu ứng cho bác anh em nhá. Ali. Ali 1 2 2 3 4 5 6 6 7 lên. Đấy, các bác nghe thôi. Có echo, có reverb cực kỳ mượt mà cho bác anh em luôn. Giá thì khuyến mại rất sâu cho bác anh em rồi. Bình thường thì cái mẫu này thì giá hãng niêm yết nó phải hơn 2 triệu cơ, 2,3 triệu đồng. Nhưng các bác yên tâm, các bác mua hàng bên Quyết Audio sẽ có giá rất đẹp cho bác anh em. Chưa tới 2 đồng đâu các bác, chưa tới 2 đồng một em đâu. Các bác anh em có nhu cầu thì các bác có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của bên em các bác nhé. Đấy. Báo luôn cho bác anh em được cái giá sơ qua vậy. Và giá thì sẽ được tặng dây ca lông và bao ship đầy đủ về cho anh em luôn. Các bác anh em có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin trực tiếp qua cho bên em nhé. Và anh em đừng quên ủng hộ cho em nút like và nút đăng ký kênh.